Vừa em thì vừa đen mà vừa xấu anh. Người ta nói là vậy thì thành công anh. Còn em thì sao? Ổng có vừa đen thì sao? Dạ không, anh thì cũng dễ thương nhưng mà lần đầu tiên em gặp thì cũng không có ấn tượng gì hết. Tại vì anh cũng nhỏ nhỏ con. Với lại lúc đấy anh đang phù hồ. Thì em cũng sợ vợ em một mình gái đơn thân anh. Chào ma nó ghét. Nên là em gọi lại, em chân chừng vợ em. Thì là đối với đó thì hai đứa chỉ nằm đêm đấy thì hai đứa chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi. Em vào thăm anh Tân thì cứ một năm là em vào ba lần. Em quen anh thì anh đang học đại học thì em thấy mình làm công nhân mình còn không xứng. Nên là em quyết định em về Huế em học lại cấp phổ thông 3 năm. Sao còn mười mấy lần mà ngủ chung nhưng mà không làm gì được. Không không à. Thì bữa đấy thì em đánh liều. Lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh. Tại vì em cũng lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Em tên là Thái Minh Tân. Dạ, em sinh năm 1992. Trời đất ơi, ông 7 tuổi, tôi tưởng ông con nít ông đi lấy vợ ông ơi. Ủa 19 tuổi không á? Dạ. Thì em hiện đang làm chuyên viên bất động sản ở Sài Gòn. Dạ em quê gốc thì ở Bình Định nhưng mà nhà thì chuyển lên Gia Lai sống khoảng 10 năm rồi. Mày. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em hiện tại em là nhân viên kế toán ạ. Ủa rồi, em quê ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình với Bình Định không có liên quan á nha. Quảng Bình với Bình Định nó giống chữ Bình. Cái miền Trung, cái thuốc miền Bắc đúng không? Dạ. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ, tụi em gặp nhau là do nhà chồng em là sát nhà cô em ấy. Rồi em vào nhà cô em chơi. Chị Hồ em ấy mới dẫn em qua nhà anh giới thiệu đây là em Hồ ở quê mới vào. Ở nghĩa là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ, ở Gia Lai. Gia Lai dạ, đúng không? Nhà chồng. Là hai đứa bây giờ ở Gia Lai hay là ở đây? Dạ, hai em thì hiện đang làm ở Sài Gòn đây. Gặp nhau thì ở Gia Lai, lúc đó thì em còn đi học trung học phổ thông. Vậy là biết nhau cũng lâu hả? Dạ, hè 11 của anh, còn em lúc đấy thì em nghỉ học rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô gái này chắc chắn là dạ, là thất cổ đúng không? Lúc đấy em ấn tượng vợ em thì vừa đen mà vừa xấu anh. Người ta nói là vậy thì thành công anh. Còn em thì sao? Ổng có vừa đen thì sao không? Dạ không, anh thì cũng dễ thương nhưng mà lần đầu tiên em gặp thì cũng không có ấn tượng gì hết. Tại vì anh cũng nhỏ nhỏ con. Với lại lúc đấy anh đang phù hồ tại vì là nhà đang xây nhà bếp. Nên là anh mặc áo sơ mi nhưng mà cái cúc ở đây anh không có gài. Nhưng mà em thì em thấy đàn ông mà không gài cúc ở đấy là em ghét lắm nên em không có ấn tượng gì hết. Hai gia đình qua lại một thời gian em qua sang chơi vậy thôi. Cái cách ứng xử của anh em không mến, chỉ đơn phương thôi, em thích vậy thôi. Ủa rồi anh có biết là em mến anh không? Dạ không, lúc đấy em không. Tức là hai bạn biết nhau thời điểm đó rồi sau đó có yêu nhau không? Hay là tách xa nhau một thời gian rồi mới yêu trở lại? Không, lúc đấy là em về quê luôn. Em về Quảng Bình rồi cắt đứt luôn. Một năm sau anh học xong lớp 12, anh thi đỗ đại học. Thì ba mẹ anh ấy mới mua điện thoại cho anh. Khi mà vợ em đi về ngồi đấy thì có để lại số điện thoại. Có điện thoại thì lúc đấy em chưa có số điện thoại của ai hết. Thì mình lấy số là có điện thoại mừng quá. Phải kiếm người nói chuyện. Dạ, chỉ là kiếm người nói chuyện mà thôi chứ em cũng không có ý định gì hết. Là lúc đó là cô này đã có di động rồi. Dạ, do hồi đấy em nghỉ học sớm nên em đi làm thì em có di động sớm. Mà chị hỏi lúc đó là em nói tiếng Quảng Bình đúng không? Dạ, em nói tiếng Quảng Bình. Rồi em có hiểu không? Dạ không, thực tế thì lúc đấy vợ em mà nói thì em chỉ ngồi em cười thôi ạ. Với hai đứa ngồi bên nhau thì sẽ nhắn tin điện thoại qua lại. Hai nhắn tin là còn hiểu nhanh đúng không? Dạ vâng. Chứ nói chuyện qua điện thoại là coi như là mình đang nói. Lần đầu tiên em gặp chồng em cũng không hiểu tại vì chồng em nói tiếng Bình Định mà. Ổi thì nói là ẩu đó là đúng rồi là nội mà cái tiền mà để cái thời gian mà hiểu nhau chắc cũng tốn lắm mà đúng không? Nói chuyện với nhau qua điện thoại là mấy năm thì mới gặp lại nhau. Lúc đấy em về Quảng Bình xong rồi em vào Đồng Nai em làm công nhân. Em lúc đấy thì em học đại học. Học ở ngoài ngoài giờ ngồi Bình Định luôn. Bình Định. Tối nào tụi em cũng nhắn tin trò chuyện trao đổi với nhau. Thì em thấy vợ em thì đi làm rồi thì em cũng đồng cảm với vợ em. Thì bắt đầu em cảm thấy là em thương vợ em. Thì sau đấy thì em tỏ tình qua điện thoại. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Nhưng mà lúc đầu thì vợ em thì cũng không đồng ý. Vợ em nói là thôi làm anh em bình thường đi như trước giờ đi. Bao lâu thì mới đồng ý? Chắc hơn tháng thôi anh. Làm giả thôi mà, trước đấy mình thích rồi mà. Tụi em là yêu xa. Yêu xa bao nhiêu năm? Yêu xa gần 8 năm anh nhỉ. Lần đầu tiên mà hai đứa gặp mặt sau khi mà em về Quảng Bình á thì là mấy năm? Thì gần một năm sau. Gặp nhau ở đâu? Ở Bình Định chị, ở Quy Nhơn. Thân gái dặm trường, về Quy Nhơn thăm ảnh. Rồi có ở lại không em? Dạ có, ở lại một đêm. Ở lại một đêm, rồi đêm đó em ngủ ở đâu? Em ngủ ở nhà nghỉ. Anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ. Rồi ảnh có vô, ảnh coi chừng cho em ngủ không? Dạ có. Vô nhà nghỉ thì em cũng sợ vợ em một mình gái đơn thân á anh. Ma nó ghét đúng không? Nên là em ngủ ở lại, em trông chừng vợ em. Thì là đối với em đó thì hai đứa chỉ nằm
Đêm đấy thì hai đứa chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi. Em vào thăm anh Tân thì cứ một năm là em vào 3 lần. Em quen anh thì anh đang học đại học, thì em thấy mình làm công nhân mình cũng không xứng, nên là em mới quyết định em về Huế em học lại cấp phổ thông 3 năm. Sợ khoảng 10 mấy lần mà ngủ chung nhưng mà không làm gì được. Không anh, không à. Thì bữa đấy thì em đánh liều luôn. Lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh, tại vì em cũng lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Sau đêm đó là em nghĩ em cảm nghĩ như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lấy vợ em. Dạ. Sẽ cưới vợ, cưới vợ em luôn. Dạ vâng. Hai đứa yêu nhau tới 8 năm. Dạ. Dạ vâng. Có biến cố gì trong lúc mà yêu nhau không? Lúc đấy là em sinh viên năm cuối năm 2 thì anh nói chia tay. Lúc đấy anh đang làm ở Sài Gòn thì em không đồng ý, tại vì em nghĩ nếu mà anh đã suy nghĩ anh đã ngủ với em rồi thì anh phải lấy em thôi. Nên là lúc đấy anh vào Sài Gòn anh chia tay em thì anh khóa Facebook, Zalo, anh chặn em hết, chặn số điện thoại, chặn hết. Lúc đấy em chỉ điều tra qua anh em họ của anh á, là anh ở quận 8 ở đường Phạm Thế Hiển. Thì ngày đấy em mới nhận tiền lương, tiền làm thêm thì em không biết anh ở đâu hết. Nhưng mà em nghỉ em vô em lục tung cái Sài Gòn luôn, em tìm ra cho bằng được anh. Cuối cùng có kiếm được không? Dạ có. Tối mà em lên xe á, thì em vẫn chưa biết anh ở đâu, em cũng không quen ai hết. Thì em lập cái Facebook mới thì em vào tường của em thì em thấy anh thay đổi hình đại diện ấy. Thì có một cái anh kia anh vào anh bình luận thì em nói về công việc thì em nghĩ đây là làm cùng công ty. Thì em thay cái hình đại diện thật đẹp, em kết bạn với anh đấy. Xong rồi em nhắn tin qua lại với anh đấy. Xong rồi em mới kể vậy á, em kể là em đang vào tìm anh này, em nhờ anh ấy giúp. Lúc đầu anh ấy cũng không giúp. Xong rồi em khóc lóc, em kể là em bắt anh ấy phải chở để em đi tìm anh Tân. Chở qua bên công ty em luôn thì em đang làm thì em nhìn ra. Em nhìn thấy cái dáng ai cũng quen đi ngang qua lưng em nhìn thấy dáng em... sao cảm cái giác cũng hơi rùng rợn. Hơi rùng rợn. Rồi sao đây cái dáng ai quen quen chạy quay lại em thấy. Dạ. Lướt qua như một bóng ma vậy đó phải không? Hơi nhụt nhạt vậy đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do gì mà lại chia tay? Em quen vợ em á thì ba mẹ em biết, thì mẹ em thì cực kỳ phản đối. Lý do vì, là vì vợ em ở sao á. À, sau khi mà em phải buộc lòng phải nghe lời mẹ thì lúc đó có thêm một lý do nào khác nữa không? Ví dụ như là em có người khác. Thì là có một cái cô bạn và học chung thì là cô em thì mới chia tay người yêu, thì là em nhắn tin em hỏi thăm này nọ thì là cô lại mến em. Vợ em thì cũng biết được cái chuyện đấy, biết luôn. Dạ đúng đó không? Cũng là một lý do luôn. Rồi thì tại sao tụi em có thể lấy nhau được? Em có bầu. Em cứ vào em thăm anh thì em làm lành lại thì anh lại tình cảm lại, xong em về anh lại chia tay tiếp, xong em lại vào, xong này em vào xong anh tình cảm lại với em thì em lại về, xong cứ một năm vậy á. Sau một thời gian dài mẹ ngăn cản á thì cũng không làm thay đổi được em. Thì mẹ em cũng buông xuôi rồi, mẹ em không phản đối nữa. Thì mẹ em nói là thôi chờ khi nào Huyền học xong thì mới tiến tới là hai đứa lấy nhau. Nhưng mà trong quá trình đấy thì vợ em thì học chưa xong, nhưng mà lúc đấy em về thăm vợ em thì vợ em có bầu. Cái như cái bầu mấy tháng rồi về đám cưới? 6 tháng. Nếu mà có bầu vậy sao không cưới liền mà để 6 tháng mới cưới? Vợ em có bầu thì lúc đấy em đang công tác ở Nha Trang. Thì sau 2 tháng thì em về nhà thì chọn ngày rồi, nhưng mà phải qua thêm 2 tháng nữa mới cưới được. Là lúc đấy thì vợ em có bầu lên 6 tháng rồi. Rồi, như vậy tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Suôn sẻ rồi, sau coi như là bao nhiêu là những cái gian truân ha. Đi xa rồi đi tàu xe rồi thăm nhau. Thăm nhau mà thăm đến lần thứ mấy rồi bắt đầu mới thành công đúng không? Yeah. Rồi bây giờ tụi em là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Với nhau là tụi em vừa kỷ niệm ngày cưới 2 năm, em bé thì ở nhà với ông bà nội. Dạ. Tức là ở Gia Lai hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ, hai vợ chồng em vô đây đi làm. Bao lâu mới thăm bé? Dạ, một tháng, có khi thì một tháng, có khi 2 tháng em về. Dạ, do em làm kế toán nên cũng khó nghỉ. Vậy thì giờ 2 năm ở chung với nhau, tật xấu của anh ấy có lòi ra không? Ý tật xấu nhưng mà em chỉ ghét nhất cái tật là cứ máy mùi xong bôi lên người em gớm. Lại nữa hả? Đó. Sao người nhiều người đàn ông có cái bệnh này ghê ha. Gớm cái khủng luôn. Nhiều lúc em đang ăn xong rồi nằm vẳng ấy, anh bôi em mắc ói luôn á. Ủa luôn hả? Em mà ghét cái gì là cứ càng làm vậy á. Cố tình em, em đi làm về nấu ăn mệt ơi mệt thì thay đồ rồi tắm rửa rồi em nấu ăn xong ăn đi, cứ đi theo ôm này, ba thương mày lắm nha, ba thương mày lắm nha, ôm rồi đi qua đi lại chọc cái gì không. Nên em cũng nhiều lúc cũng bực mình. Giận nhây đó đúng không? Cứ giận nhây mà lầy nữa đúng không? Vậy thôi đó hả?
có giúp vợ trong công việc nhà không? Dạ có, chồng em giúp hết. Giặt đồ rồi quét nhà, lau nhà, rửa chén rồi chồng em nấu ăn rồi. Vậy hả? Rồi bây giờ hỏi lại nè. Bên ấy tật xấu gì? Vợ em thì nấu ăn không ăn được ngon. Em thấy em nấu ăn cũng ngon á. Thì em bày vợ em thì vợ em không có làm theo em, mà cứ đi lên trên mạng coi mấy cái bài trên mạng xong rồi về làm theo rồi bắt em ăn. Cái đấy là bắt giờ đúng rồi. Cái đấy là một cái cực hình. Dạ bây giờ em cực hình đó, cực hình đúng không? Rồi gì nữa cực? Nấu ăn thì hậu đậu lắm. Vỡ cái này, vỡ cái kia, đổ cái nọ thì thường xuyên xảy ra. Ví dụ đang chiên đồ thì cái chảo dầu đang nóng. Thì em bảo là đổ dầu ra ngoài để lấy cái chảo để chiên cái khác. Thì là lấy cái chén nhựa mỏng, rồi đổ dầu vô, cho nó quéo cái chén lại. Em nhìn em chỉ biết, em đứng em nhìn luôn. Không đứng hình luôn. Đứng cái không có hậu đậu. Rồi, có ghen không? Ghen cực kỳ ghen luôn. Thì em đi làm thì hay tiếp xúc với đồng nghiệp, nhiều đồng nghiệp nam có, nữ có thì hỏi thăm nhau vậy. Thì vợ em về là ngày nào cũng kiểm tra điện thoại hết. Thấy mà cô nào mà nhắn tin lỗi, nhắn tin làm gì đây, để vô coi cái đã. Vợ em thì thích coi phim Việt Nam cũng coi, phim Thái Lan cũng coi. Coi ngồi khóc. Những cái bộ phim mà chồng mà đi ngoại tình này kia nọ khác thì lúc đấy thì lại thấy em, thì nghe em. Gọi là gì đó? Liên tưởng. Dạ, liên tưởng. Cái bệnh liên tưởng. Cứ mơ toàn thấy mơ em đi ngoại tình. Sao sáng dậy chửi em? Thôi thôi. Nó cũng lầy lắm á. Anh đang ngay từ đầu, em chặn ngay từ đầu chứ không để lỡ có chuyện gì mình khổ nhất mà. Nhân đây thì Tân muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn thì là những cái tật của vợ em như là hay ghen hoặc là hậu đậu thì bớt hậu đậu lại chút đi. Hay ghen với càng làm. Bớt giận đậu lại chút. Sao bớt được? Con chồng chu đáo quá mà. Rồi giờ tới em đó, em mong muốn Tân thay đổi điều gì? Rồi em cảm thấy là chồng mình hiện tại rất là thương vợ thương con. Nhưng mà em muốn hơn nữa. Với lại là bỏ cái tật máy mũi đi, gớm quá. Được không em? Em thấy cái mong muốn của vợ em có đáp ứng nổi không? Nó quen rồi chị. Với lại cái đấy cái sở thích của em nữa. Dạ. Cái vụ mà chết mũi là sở thích đó, đúng không? Dạ. Chú vui sở thích đó. Rồi. Hai bạn bây giờ đã là quá hạnh phúc với nhau như vậy rồi thì chỉ mong rằng là có một cái nhà ha, để hai vợ chồng sống yên vui trong ngôi nhà hạnh phúc. Dạ, nha. Xin cảm ơn em. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Chú rể cũng tươi luôn. Dạ. Ê, xin mời hai bạn hãy giới thiệu thật ngắn gọn về mình. Em là tên là Lê Bác Phú ạ. Em năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp em là buôn bán. Anh giới thiệu về mình. Dạ, em là Trúc Linh, 24 tuổi, ở nhà làm nội trợ. Linh với Phú là gặp nhau là trong một cái trường hợp nào? Lãng mạn, lãng nhắt hay là lãng xẹt? Chắc lãng xẹt á. Đâu gặp nhau đâu mà lãng xẹt vậy? Tụi em cũng biết nhau từ hồi nhỏ. 10-11 tuổi là tụi em đã gặp nhau rồi. Nhưng mà cái lớp 11-12 lúc đó mới chơi thân. Rồi cái vô tình đó là em kéo xe. Cái thời gian đó là mới kêu ảnh là đưa rước chở đi học, rồi dìu lên lầu, rồi chiều dìu xuống vậy đó. Sau thời gian cái em thấy ảnh cũng được. Ủa nhưng mà vậy đâu phải là lãng xẹt đúng không, mà là lãng mạn chứ. Cái chuyện tình này là lãng mạn chứ đâu có lãng xẹt. Mỗi lần mà Linh đi học cái là em vô nhà chở Linh đi học, từ lúc cái vụ cái xe đó cái là xong hai người mới nảy sinh tình cảm. Tại Linh vừa hết 12, Linh định là đi học đại học mà nghĩ nó thôi giờ hả ở nhà lấy chồng luôn, tại nhà cũng có buôn bán chị nọ sẵn hết rồi, khỏi phải đi học mất công. Nhưng mà nè, lúc đó là trong bụng của em á là có muốn cưới cô này liền không hay là gia đình thúc ép? Muốn cưới liền luôn à. Do muốn là có phải là do em sợ là cô này cổ lên đi học đại học mà cổ gặp một cái người khác? Đúng rồi, sợ cái vấn đề đó nữa à. Chị hỏi là thấy khuôn mặt của Linh có vẻ hơi đăm chiêu khi mà chồng nhắc tới cái chuyện mà lấy chồng sớm đúng không? Nhớ có cái câu mà lấy chồng sớm làm gì để lệ rơi em buồn. Có buồn không Linh? Dạ thì cũng không buồn lắm, tại vì ở nhà có cơ sở sẵn thì cũng em nghĩ là cũng không nên đi học làm gì. Chứ lấy chồng rồi em thấy cũng mãn nguyện lắm nên không có cái gì gọi là buồn. Thôi không có buồn, bây giờ em đang rất là mãn nguyện với cuộc sống của em hiện giờ. Đôi khi cũng hối hận, cũng muốn đi học tiếp lên. Nhưng mà máu ghen dồn lên não nên không có đi học được, sợ bốc khói thì cháy luôn. Nhưng mà bây giờ thì hai bạn là đã có được... Dạ có baby bé rồi ạ. Mấy bé? Dạ có hai bé. Định đẻ nữa không? Dạ không ạ. Hai đứa là đủ rồi. Quá đủ rồi đúng không? Dạ. Rồi các bạn lấy nhau là quá sớm. Dạ. Vậy thì có khi nào mà khiến cho các bạn vỡ mộng về nhau? Dạ có, vỡ mộng nhiều lắm chứ. Đôi khi em cảm thấy là không được chia sẻ quan tâm nhiều. Rồi cái mâu thuẫn nó nhiều, cái đồng cảm nó cũng ít đi nữa. Ảnh thì ít chia sẻ, ít quan tâm lắm. Giả dụ như là có một cái chuyện gì đó thì ảnh nói với em đi. Thà là ảnh nói ra thì em cảm thấy dễ chịu hơn. Còn đây ảnh không nói, ảnh im. Mà thì im luôn đi, không đi nói với người khác. Em cảm thấy tủi thân chứ, vợ mà tự nhiên không đi nói với bạn. Giống như là mình hôn một người bạn nhé.
rồi không quan tâm vợ, ảnh vô tâm lắm. Ảnh cái thú vui của ảnh là gì? Ảnh mê vợ, mê con hay là mê những thứ khác? À, ngày xưa á, lúc mà mới cưới em có bầu đứa nhất á thì mê game, bắt đầu chơi game lại. Trời ơi, mở tiệm phụ tùng đồ đồ hoành tráng lắm gì. Quá trời luôn. Ở trong game hả? Không không, ở ngoài á, tụi em ở cơ sở làm ăn mở tiệm phụ tùng lên á, đồ xe đồ đồ quá trời luôn. Hoành tráng lắm. Rồi xong rồi chơi game. Có bao giờ mà em bị mất đồ chưa? Dạ, vừa chưa. Vừa bán đồ vừa chơi game rồi này kia nọ, mất chưa hay là mất rồi giấu? Không, cái đó thì em làm đó là có hai người, em với một anh kia phụ. Mà em nghiện game dễ gì anh kia không nghiện? Hai ông mỗi ông bấm cái rồi cái không, không, anh kia thì không nghiện chị. Tại vì ảnh lớn à, ảnh 30 anh chững chạc. Lớn còn thấy. Ủa sao em mê vợ em lắm em mới đòi cưới gấp vậy? Tới chừng em lấy người ta xong cái em nghiện game hơn vợ là sao? Thì cũng thương vợ mà thì cũng có phần nghiện game. Cái đợt đó vừa nghiện game quá cái là hai đứa đó vợ giận. Vợ giận cái vợ dắt hai đứa con đi xuống dưới Đại Nam chơi, làm ở nhà cả đình kiếm quá trời luôn. Thấy ảnh ngồi chơi game không có để ý gì tới con cái hết, cũng buồn cũng tủi thân. Buồn quá đi luôn. Cái từ đợt đó về xong cái là hứa với vợ là hả từ nay hả nghỉ game không chơi nữa. Nó cái là đầu tư tiệm lại là hả làm tới bây giờ nghỉ game luôn. Rồi ở trong gia đình á là quản lý kinh tế chắc là em đúng không? Dạ. Vậy thì vợ em ở nhà có tính toán gì lắm không? Bây giờ nói tóm lại là về này, cái người làm ra tiền là em hay vợ em? Người làm ra tiền thì là em, rồi với phần là nhà có mũ. Tụi em mũ, em có thu nhập nữa. Em có thu nhập riêng. Là cứ bao nhiêu về cho vợ lo cho hai đứa con. Đó có nghĩa là em làm ra tiền nhưng mà em phải nộp lại cho vợ em. Không không, em không nộp chị. Không nộp à? Không, quản lý kinh tế mà là phải nộp chứ. Ảnh làm tiệm của ảnh á là xong rồi ảnh nhét túi của ảnh luôn. Rồi ảnh nói là tiệm của ảnh làm lời ra mua đồ vô thêm thôi, không phụ kinh tế. Rồi không có đưa tiền gì cho vợ hết. Thì đâu không có đưa gì, dù đâu mà vợ mua cái gì đó thì em mua. Bao nhiêu mạnh ai người đó xài đấy. Dạ. Vậy sao kêu mình quản lý kinh tế được? Em vậy là em là cái người gọi là gì? Chi tiêu quán xuyến trong nhà thôi chứ không phải quản lý. Quản lý lại phải quản lý luôn cả kinh tế của chồng nữa thì mới em gọi là. Em cũng thích quản lý lắm. Sao em không đặt vấn đề với chồng? Em khó đặt nhưng mà tại anh không chịu, anh không thích vậy. Nhưng mà có bao giờ chỉ vì cái chuyện đòi hỏi như vậy mà hai vợ chồng tranh cãi với nhau? Có chứ. Trời ơi, tranh cãi. Ví dụ câu chuyện mà cãi bã mà thậm chí là rất là lớn xảy ra. Ví dụ mà ảnh làm xong rồi ảnh đưa cho em giữ, thì em cũng biết là tiền đó là để anh đầu tư thêm tiệm, là em đâu có đụng tới đâu, em chỉ giữ thôi để cho biết mình cũng là vợ như người ta, chồng về đưa tiền đúng không? Nhưng mà ảnh không chịu như vậy. Em cảm thấy một tuổi thân rồi ức chế rồi áp lực đủ thứ trơn á. Nên anh Hà đôi khi tức mà nói ảnh thì ảnh không nói lại, ảnh cứ lầm 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 lì mà. Thà là nói trước mặt em đi không. Đi lèm bèm lèm bèm lèm bèm lèm bèm lèm bèm. Em nói anh không nói gì anh dùng thái độ rồi à. Em bây giờ cũng dùng thái độ, em không nói nữa em lại em đập chiếc đập đồ xả chiếc thì nó đỡ. Đập không? Có. Nhưng mà ví dụ như em không quản lý thì em cũng phải biết là như một tháng vậy chồng em doanh thu được bao nhiêu, lời bao nhiêu. Dạ nào cũng chắc? Cũng ít tùy theo có khách nhiều hay là có khách ít nữa. Nhưng chị mà em có biết không? Dạ cũng biết sơ sơ rồi. Tức là chồng em vẫn báo cáo về thu nhập đúng không? Dạ không, em tự biết em tự tìm hiểu. Còn cái việc của em có báo cáo với chồng không? Dạ có, chi tiêu hay cái gì nhỏ nhặt đó là em ghi vô một cuốn sổ hết. Cái tiền nhiệm vụ tiền kia về em đi cho vợ, mỗi lần vợ chi tiêu rồi vợ cứ ghi vô giấy. Trời sao bất công vậy? Mình bị tanh nắm mà mình không nhưng nắm mà, được người ta. Nhưng mà em không có bắt buộc là phải làm như vậy. Anh muốn hỏi là có cái chuyện gì mà xảy ra giữa hai vợ chồng mà khiến em uất ức không? Có, chuyện con cái, mỗi lần em giáo dục con thì anh cứ binh, có bà mẹ chồng anh cũng binh. Nó tạo lên một cái sự áp lực cho em á, giống như là em là ngược đãi với con. Mà thường em giáo dục con em có đánh không hay là ngược? Có đôi khi bé không ngoan mà bé em cảnh cáo bé 2-3 lần mà bé không ngoan về một chuyện đó thì em sẽ đánh. Thì nhưng mà ảnh thì không đồng ý đánh đúng không? Dạ. Nhưng mà ảnh vấn đề nhỏ lắm. Thì la không lắm. Nhiều khi cái mẹ Linh nóng tính quá cái là hả đánh con vậy. Nó cũng còn nhỏ mới có 2-3 tuổi rồi cũng chưa biết mấy. Mà chị hỏi là bây giờ cái mâu thuẫn lớn nhất của hai vợ chồng em ở cái thời điểm hiện tại á là nó là cái gì? Vô tâm lắm chị, không để ý gì tới vợ hết á. Ví dụ vợ mình thích cái gì, muốn cái gì thì không biết đâu chị. Bây giờ là chị thấy là qua cái cách nói chuyện là thấy ông chồng nhiều cái tánh xấu quá. Quá trời luôn chị. Bây giờ thấy. Còn vợ em có tính gì xấu không vậy? Rất là đàng hoàng, lấy chồng xong là em rất là yên phận. Không được nói trước nghe. Không được dặn. Cái này để đối tác nhận xét. Vợ em thì như thế nào? Vợ em hay khó chịu với cọc cằn. Cái đó là cái xấu nhất của vợ đó hả? Vậy em còn rất ức cái gì mà vợ em không thì em nói đi. Vậy chứ chị thấy em kêu bằng nó là chị biết em ức nhiều lắm rồi đó. Dữ lắm cái đó lắm á. Cái từ nó nghe nó không hay tí nào cả. Cô ấy cũng ấm ức lắm đó. Thôi thì hãy tôn trọng nhau, phải không? Và hãy xưng hô một cách gì đó, ví dụ như em ấy hay là cổ gì cũng nó đỡ hơn cái từ nó. Từ nó nghe thấy nó như thế nào đó, nó không hay. Thôi bây giờ vậy đi, hỏi em muốn chồng em nói em là cái gì? Dạ cô ấy. Cô ấy không, bình thường thì em nói chuyện cũng nghe kêu bằng vợ.
Nhưng anh Thuận anh gọi vợ anh là vợ yêu á. Trời ơi, vợ yêu của em đó chị. Trời ơi, vợ yêu của em. Vậy đó chị, đó là vợ yêu. Cái nó hay mà, đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm tới vợ tí xíu, chia sẻ tới vợ tí xíu. Thôi con em, vợ chịu bớt cọc cằn, đừng có khó tính quá. Thì phụ bả đi, đừng kêu bả là vậy thì bả sẽ bớt cọc cằn, đúng không? Đúng rồi. Chị thấy nè, tụi em á, hai người gắn kết với nhau bằng những cái ngày dài á, là đưa nhau lên cầu thang rồi dìu nhau xuống cầu thang. Nó là một cái gì đó rất là lãng mạn. Rồi sau đó thì vợ em á, đã hy sinh là không có đi học đại học, ở nhà làm em hy sinh nhiều lắm. Rồi đẻ cho em hai đứa con đó. Và bây giờ thì cô ấy tự lực về kinh tế. Thì theo chị thì em có một người vợ gọi là hoàn hảo. Thì chị nghĩ rằng em nên giữ cái cuộc sống gia đình này và làm cho nó tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Còn riêng về hai đứa, chị thấy nè, hai người đã có chung hai đứa con rồi thì bây giờ phải có chung về kinh tế nữa. Em chia sẻ với vợ nó, Cưng ơi, tháng này anh lời có 1 triệu à. Đi làm về đưa em 1 ngàn đi. Em cũng vui. Không, nữa cái đó chị nói thiệt, mà tâm lý phụ nữ, bà xã cầm đỡ đi cho tôi, tháng sau anh mượn, ví dụ vậy ha. Thì đó là cái góp ý thêm của chị. Còn về phần em á, là chị mong em là với con của mình á, em đừng đánh nó. Đúng rồi, cái đó tội nghiệp lắm. Tại vì đánh nó không bao giờ nó hiểu được mình muốn cái gì ở nó hết trơn á. Mà mình phải nói để nó hiểu là mẹ cần con làm này, mẹ cần con làm kia. Thì cái điều đó nó sẽ cảm nhận một cách trọn vẹn nhất và nó sẽ nhớ rất lâu. Còn cái đánh á, là em trực tiếp em vô nó cơ thể, cái đau á, bản năng, cái sinh lý của nó bị đau, là nó không nghe được những gì em muốn nó. Đúng rồi. Nó hiểu em muốn cái gì luôn. Đánh nó cho nó khóc xong rồi nó đâu biết. Thì đó, nó đâu hiểu em muốn cái gì nữa. Thì hai cái đó là hai cái chị góp ý thêm cho hai bạn. Mặc dù hai bạn không mong muốn thay đổi điều đó, nhưng mà với chương trình hoặc là với riêng cá nhân chị cảm thấy là hai bạn phải thay đổi cái điều đó. Thì hạnh phúc các bạn sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Xin cảm ơn hai em. Dạ em xin chào chú Quốc Thịnh và cô Hồng Vân. Dạ em tên là Lê Minh Quốc Thắng, nghề nghiệp của em đang là kiến trúc sư. Hiện tại em đang ở Lê Văn Sĩ, quận 3, Hồ Chí Minh. Chào Thắng. Thắng nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Mà vợ Thắng. Dạ em chào chú Quốc Thịnh, chào Hồng Vân. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Đông, sinh năm 93, ở Lê Văn Sĩ, quận 3 luôn. Phương Lâm. Dạ. Em tên là Phương Lâm. Phương Đông. Phương Đông. Dạ. Phương Đông. Dạ. Sinh năm 93. Dạ đúng rồi. Vậy là năm nay 29 hả? Dạ. 29 đúng không? 29. Công việc của Đông là gì ạ? Dạ công việc của em là bán trang sức. Bán trang sức hả? Dạ. Có trang sức nào hợp với cái lỗ tai nó? Anh có cái khoen nhỏ nhỏ đây nè. Dạ. Nhỏ xỏ tại khó nuôi á. Có nè. Như bích luôn rồi hay gì? Không, xỏ được luôn á. Dạ. Em có nhiều lắm. Dạ. Hoa lửa nghe, chút nữa cho địa chỉ nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ không biết nè, hai đứa coi như là cái chuyện tình của hai đứa như thế nào ta? Dễ mà kiến trúc sư đi mua đồ trang sức. Đúng rồi. Kiến trúc sư này là một người con có hiếu với mẹ. Thế là đến ngày sinh nhật mẹ đi mua một món quà tặng mẹ và quyết định đi mua một chiếc nhẫn hay là một cái đôi bông gì đó. Và tới tiệm trang sức thấy cô bán trang sức dễ thương quá. Cua luôn. Đúng không? Dạ không. Bởi vì nó thôi em thôi đừng. Em làm ông mụ thôi. Sao bà bè đừng có làm bà thầy. Hả? Sao bà bè thêm ghê á. Thôi hai đứa tự nói đi. Hai đứa gặp nhau làm sao? Cơ duyên nào mà hai đứa quen nhau vậy? Đã. Dạ thì hồi đó tụi em đi học á, học chung cấp 3 mà không có biết nhau. Xong rồi lên tới Sài Gòn rồi thấy bạn bè Facebook như chung nhiều á, rồi anh mới kết bạn Facebook với em, xong rồi mới nói chuyện. Xong rồi hẹn hai đứa đi uống cà phê. Ủa nhưng mà hai đứa là quê ở đâu? Dạ cùng quê với Tiền Giang luôn. Học cấp 3 nhưng mà là không học chung lớp. Dạ đúng rồi. Mà không có biết nhau luôn. Dạ không biết nhau luôn. Rồi tới chừng kết bạn Facebook thì mới biết là đã từng học chung cấp 3 với nhau. Dạ. Đúng là không? Sau này là bao nhiêu lâu thì mới kết bạn Facebook? Chắc cũng lâu á, tại vì em lên đây học rồi. 5 năm sau. 5 năm sau là học đại học rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc là học năm 2 rồi đó. Dạ. Kết bạn Facebook mới phát hiện là coi như là bạn cùng trường. Dạ đúng rồi. Dạ, ngày xưa là vợ em á là nhà ở bên kia sông. Là còn em nhà em là ở thị trấn. Xong rồi cái vợ em là phải là đi sang phải qua bên thị trấn để ở chợ để ở chợ để đi học á. Rồi xong rồi là cái nhà trọ đó cách nhà em một căn nhà luôn. Dạ kế bên gần lắm luôn á. Mà hai người không biết nhau. Không biết nhau luôn. Dạ em có nhớ là lúc đó là lúc đó em học lớp 11. Xong rồi em ra phía sau nhà, tại phía sau nhà em là có con sông. Dạ rồi em thấy vợ em đây này tắm xong nhảy y đùng luôn. Trời ơi, nó mặc đồ gì tắm xong? Cấp 2 đúng không? Đó là cấp 3. Dạ cấp 3. Em học lớp 11 là ổng. Đúng rồi. Dạ. Trời.
Cấp 3 mà nhảy y đùng luôn vậy đó hả? Dạ, tại cái sông lớn lắm. Là đồ bộ, mặc đồ bộ hay dạ, đồ tắm? Dạ, đồ bộ thôi. Đồ quê, đồ bộ ngọc. Vậy là hai đứa này là anh đứng bên kia sông chờ trong mũ em mau chín hả? Anh là mũ em chín chưa hả? Dạ. Mà tới chín rồi mới kết bạn Facebook cũng dạ, không chưa rồi. Chưa kết luôn dạ chưa lên tới đây năm năm sau đúng không rồi mới gặp nhau mới kết bạn Facebook rồi mới gặp nhau rồi mới khui lần lần ra thì mới biết là mới nhớ lại nhau như vậy học chung nhau ra làm sao đúng không? Ủa nhưng mà ai kết bạn Facebook ai trước? Dạ ảnh kết bạn em chứ. Ủa tại sao lý do vậy kết bạn Facebook? Chắc là kết dạo đúng không? Dạ chắc kết dạo. Hay em nào đẹp đẹp mà vô kết hết. Dạ. Hay là có cái vụ mà kết cùng quê không ta? Cứ hả An Giang thấy An Giang là đúng rồi. Kết bạn Facebook nhau hả? Anh Thuận cũng vậy đó. Ai mà dạ không tại học chung trường á nên bạn bè chung nhiều. Dạ. À có nghĩa là hai đứa sau khi lúc mà lên đi học đại học là lại chung trường với nhau luôn. Dạ không. Học chung trường với quê á bạn bè chung. Hiểu rồi. Chắc là nó hiện lên á là học chung trường. Dạ. Nhưng mà thật ra là chắc là cô thấy cô này dễ thương cho nên là kết đúng không? Dạ đúng chứ rồi. Chứ cũng đâu có nhớ là học cùng quê. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè khi nè rồi lần đầu tiên mà hẹn ẻm đi uống cà phê đi chơi là sau khi kết bạn Facebook được bao nhiêu lâu? Dạ sau khi kết bạn Facebook chắc cũng khoảng mấy tháng sau 1-2 tháng gì đó. Dạ một hai tháng. Nhưng mà ổng kết bạn là Phương Đông là chấp nhận liền hay là dạ để... tại thấy bạn chung nhiều thì chắc cứ nghĩ là bạn bè cùng nhau chung nhau nhưng mà vô xem Facebook của anh ấy thì dạ thấy quen quen thôi tại vì hồi đó là nhà anh bán tiệm tạp hóa thì em có qua mua để về đó là cách căn nhà đó lần nhớ ra nhau dạ rồi khi nào thì tính từ lúc mà hai bạn là làm bạn trên Facebook thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức gặp mặt nhau ở ngoài đời? Dạ cũng mấy tháng á. Mấy tháng sau là đúng không? Hay sao là chồng rủ vợ đi uống cà phê hay sao? Dạ. Rồi bữa đó làm sao nè, gặp nhau ở ngoài nhìn đời. Thấy ngoài đời sao? Uống cà phê rồi nói chuyện gì nè. Mấy điểm? Bây giờ thang điểm là 10 thì giờ thắng nhìn cô ấy ở ngoài đời mấy điểm? Dạ 8 điểm. Trời ơi. Dạ. Dữ lắm đó nghe. Dạ. Sao bữa đó kể chuyện bữa đầu tiên uống cà phê coi. Không nhớ luôn hả? Dạ chắc không nhớ đâu. Không ấn tượng gì luôn. Dạ thấy bình thường lắm. Như vậy là hôm đó bình yên không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Cho nên không có nhớ. Đúng rồi. Dạ. Không phải. Nhưng mà không Thắng còn nhớ là cái vóc dáng của Phương Đông cái thời đó như thế nào không? Dạ nhớ. Đâu tả cho anh hình dung. Dạ mà vóc dáng hồi xưa là ốm hơn bây giờ khoảng 5kg. Dạ. Là lúc đó là người thon gọn nhìn đẹp lắm. Như người mẫu. Dạ. Người mẫu ảnh vậy đó. Dạ. Dạ. Còn ảnh thì sao Phương Đông có nhớ lúc đó? Dạ ảnh thân bây giờ y hệt vậy à, không khác gì nhiều. Mà ảnh thì lúc đó em thấy cũng bình thường à, chứ em cũng không ấn tượng nữa. Dạ xong rồi cái nói chuyện này kia nhiều mới thấy cái là hết. Rồi cái lần đầu tiên gặp nhau uống cà phê như vậy là nói về chuyện gì? Đã nói nó không nhớ mà. Không nhớ luôn. Không có nhớ, tức là ngày hôm đó là trôi qua bình thường. Dạ. Không nắm tay nắm chân, không hôn má, không gì hết cho nên nó không đứa nào nhớ hết trơn trời. Không có trục trặc gì cả. Không có trục trặc gì. Đúng không? Vậy thì cái lần đi chơi tiếp theo là đi ở đâu? Đó. Rồi có ấn tượng gì không? Có nhớ cái lần đi chơi nào mà lần đầu tiên hai đứa gọi là chính thức là gọi là biết nhau thôi. Như hai người yêu nhau đi chơi không? Dạ nhớ. Đâu? Là kỷ niệm nào? Dạ lần đó là em với vợ em với mấy người bạn đi Vũng Tàu. Dạ. Dạ xong rồi cô này ngồi phía sau rồi nè. Cái nói là anh dám về nhà mà nói chuyện với ba em không? Ba em khó lắm á. Ủa lúc đó là Phương Đông là có cảm tình dưới ảnh đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì á đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á. Tại vì ba em là người rất khó, ai cũng biết gia đình em khó. Cái ảnh thì anh nói là có gì đâu, thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu mà sợ. Đó là ảnh mới về. Sau đó là anh thấy là anh này can đảm. Có gì không? Có gì nói chuyện bao? Dạ có, sau này quen nhau mới về nói chuyện. À nhưng mà đâu có nghĩa là quen nhau coi như là mặn nồng rồi mới về gặp ba. Dạ đúng chứ không phải là sau cái bữa đi Vũng Tàu rồi về gặp liền. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái bữa đi Vũng Tàu là có ở lại đêm không? Dạ không, đi về trong ngày tại đi chung với mấy đứa bạn nhiều. Anh hỏi tại anh lo cho em đó. Chỉ có một cái ấn tượng là dám về nói chuyện với ba cho nên em thấy can đảm. Dạ đúng rồi. Là em có cảm tình luôn. Dạ. Ồ vậy nhưng mà là đi Vũng Tàu xong về bao lâu thì Thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là người yêu của nhau? Chắc cũng lâu á, tụi em còn đi chơi bên cổng sao quận 7 á. Dạ. Tức là bao lâu? Mấy tháng hay mấy năm? Dạ cũng mấy tháng à, xong rồi mới đi chơi rồi nói chuyện nhau này kia vậy thôi. Cái lần tỏ tình đó ổng có lãng mạn không? Dạ không, ổng này ổng không có lãng mạn nhiều. Dạ. Cho cái tỏ tình đó ổng thể hiện sao?
Thì nói là cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó, mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi. Dạ. Không tỏ tình vậy thôi đâu. Dạ. Vậy thôi đó. Dạ. Hai đứa chơi nhau vậy rồi có gai gây lộn rồi hay cãi nhau được không? Dạ không, ảnh chịu em lắm. Vậy hả? Trong lúc yêu là không có cãi nhau cái gì. Dạ đúng. Thí dụ như mỗi lần mà Phương Đông giận lên thì anh làm gì để cho Phương Đông hết em giận luôn? Là mấy bữa mà anh chọc em giận á, em giận luôn, không thèm nói chuyện luôn. Cái bây giờ em nói là bây giờ em giận hết giận dễ lắm. Một là chuyển khoản cho em, hai là mua quà tặng em đi. Để mỗi lần mà dạ đúng rồi, mỗi lần mà bởi vậy để cho lần sau đừng chọc em giận nữa. Dạ mà đó. Chuyển nhiều không? Dạ thì ảnh mua quà thôi à, em đâu biết nhiều đâu. Ảnh cứ mua quà cho em mà để đó, rồi em nói là lần sau mà anh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa. Dạ. Có chuyển khoản lần nào chưa? Dạ có đó. Nhiều lần chuyển nhiêu em cũng không nhớ. Nói cái lần mà nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Em không nhớ nhưng mà chắc mấy triệu thôi à. Dạ mấy triệu được rồi tại nó có hồi sinh viên mà. Dạ nhưng mà theo Thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn? Dạ chuyển khoản nặng đô hơn. Mua quà tại vì món quà. Dạ chỉ cần nó đẹp là được rồi. Dạ em mua quà, em mua mấy cái quần áo á, em mua mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn, cái em về em chém gió với con này đó là mua gần cái triệu bạc vậy đó. Nhưng mà chị hỏi thiệt là trong cái thời gian mà cua bé này á, rồi yêu bé này đó. Dạ. Là có tính cái số vốn mình bỏ ra trong cái vấn đề chuyển khoản với mua quà là nhiêu không? Dạ cũng bồn ha. Dạ cũng nhiều. Dạ mấy chục triệu ha. Dạ đúng không? Bởi vậy đâu có dám chọc em giận nhiều đâu. Dạ. Rồi khi mà về, bây giờ anh hỏi tới cái chỗ mà đi về gặp ba của Phương Đông á. Dạ. Thì không biết rằng là khi mà anh về á thì ba của Phương Đông nói gì về anh? Thì ba em thì nói em á là con nên chọn chồng á, là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của. Dạ. Ba nói em vậy, em nhớ. Ba hay ha. Dạ. Tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc. Còn đó. Này là có tài hơn là có của. Đúng tại rồi. Vì có tài sẽ làm ra của. Đúng rồi, của. Yeah. Không, mà sắc chưa chắc làm ra của. Dạ. Yeah. Đó. Ủa nhưng mà là đánh giá như thế nào về Thắng? Ba em, đó, ba của. Ba em không có không nói. Hỏi là nói em sao á. Còn Thắng thì sao? Khi mà cái lúc mà gặp ba đó, yeah. đó gặp ba vợ tương lai áp lực đó yeah. là sao? Có rung không? Có áp lực không? Dạ, dạ cũng rung lắm. Dạ. Ba có nói gì không? Em có nhớ lúc đó ba nói gì với em không? Dạ ba có hỏi là nói giờ quen con gái bác vậy đó, rồi giờ con tính làm sao? Dạ sao cầu tính sao của phụ huynh dạ, mệt lắm á. Dạ mệt lắm. Dạ rồi em trả lời sao? Dạ em trả lời là nói là nó dạ con cũng đang cố gắng từng ngày để phát triển lên. Dạ là tuy giờ con chưa có gì hết nhưng mà con vẫn đang cố gắng. Dạ rồi, vậy là ông ưng á, tại vì thường là nói là bác yên tâm con sẽ lo cho em giàu có lên con là sẽ này kia nọ. Là chưa chắc là bác chịu đúng không ha. Dạ. Nói đúng sức của mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà trong cái lúc mà Thắng vô gặp ba đó thì ngoài chắc Phương Đông chắc hồi hộp lắm đúng không? Dạ không, em thấy bình thường. Bình thường dạ. Rồi, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là tình cảm của hai đứa kháng khít hơn. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Rồi xong rồi tới lúc mà gần Tết á thì bên em gần tới thì em có về quê chơi, xong rồi cái em đi đó sớm cái người ta cũng thích em. Cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn làm ai em cho chỗ này chỗ kia. Xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em đó hoài, cái em mới nói không, con không thích là con đâu có biết người ta đâu mà con quen tìm hiểu này kia. Con phải tìm hiểu trước rồi con mới biết được. Mẹ mới nói là thì chỗ này ta cũng biết mà, yên tâm. Nói không, con phải tìm hiểu này kia. Rồi xong rồi em mới kể cho anh này nghe. Em này mới nói là mùng 6 người ta sẽ xuống người ta coi mắt em. Thí dụ như anh có thể xuống sớm không? Hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em, kêu ba mẹ anh xuống nói chuyện với gia đình em thì được hơn. Xong rồi anh này mới về nói gia đình, rồi mùng 2 mới xuống. Mùng 2 xuống thì cái mẹ em mới nói là thôi xuống hai ba người thì kỳ quá, nên mẹ em mới hỏi lại cái chỗ kia. Mỗi cái kia. Chỗ ngày dạ. 6, mùng 6 đó. Dạ đúng rồi. Anh nói này, em mới nói ông này hoài, nói anh mà mùng 7 xuống là mất vợ rồi. Ủa dạ. Nhưng mà là mùng 2 tháng mấy hay là mùng 2 Tết? Dạ mùng 2 Tết. Trời ơi mùng 2 Tết là đi hỏi vợ ha. Dạ. Đúng nghĩa là đầu xuân hỏi vợ dạ. Hỏi vợ đầu năm. Dạ. Hay quá. Hay quá. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ. Dạ tháng 6 là làm đáng lý là tháng mà tháng 6 làm cưới, nhưng mà mẹ em mất. Ủa? Mẹ em mất trước đám cưới của em một tuần lễ. Rồi xong rồi mới về qua tháng 7. Ôi, vậy dạ, là dạ. Là trong năm đó luôn á hả? Dạ đúng rồi. Ôi. Wow, tức mẹ bệnh là sao? Dạ đúng rồi, mẹ em bệnh. Trời. Dạ. Lâu là cách đây là mấy năm rồi? Dạ năm 2018. 4 năm. Dạ. 4 năm. Ôi. Dạ. Ờ, nhưng mà mẹ cũng đã chọn lựa được chàng rể. Dạ đúng trước rồi. Khi mà mẹ mất. Dạ đúng rồi. Cũng là đó. Đó là duyên số nữa. Dạ đúng không? Rồi. Rồi vậy thì là
coi như là các bạn quen nhau và 5 năm thì mới cưới. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới. Đó. Bây giờ hỏi thẳng nha, hỏi thẳng luôn nha. Yeah. Trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không? Hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá? Em thì nhà em khó lắm nên là mấy chuyện đó em không có dám nhiều. Đó, chính vì tại vì nè, yeah, có nói là ba khó. Cho yeah, nên anh Thuận mới hỏi. Yeah. Anh Thuận mới hỏi cái điều đó. Cho nên là giữ gìn cho cái đêm tân hôn. Dạ. Yeah. Đúng không? Ồ, cho yeah, đến ngày đám cưới luôn. Dạ. Yeah. Mà yêu là yêu tới 5 năm. Dạ. Yeah. Giữ gìn, ồ hai đứa này hay ghê. Mà thắng là mối tình đầu của Đông luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Yeah. Ngược lại thì cô gái ấy có phải là mối tình đầu của Đắng không? Dạ cũng không luôn. Nhưng mà mấy đứa là có lần đầu trong cái đêm đồng phòng. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Chuyện mà học sinh mà bạn bè để ý nhau, thích nhau là chuyện bình thường. Dạ. Rồi bây giờ... Là bây giờ hai đứa là ở Sài Gòn. Dạ. Hai đứa cùng ở Sài Gòn luôn là từ cái hồi là đi học á, xong là ở lên Sài Gòn học gì đúng không? Dạ. Ở luôn tới giờ hay dạ, là đúng rồi, học xong rồi về quê rồi mới lên lại? Dạ không, tụi em ở đây luôn. Ở đây ở luôn, đây luôn. Dạ. Rồi ba mẹ thì sao? Ba mẹ thì vẫn ở dưới. Ờ. Dạ, ba chứ đúng không? Ba dạ, mẹ ở dưới. Còn dạ, thì sao? Dạ ba mẹ em cũng ở dưới quê luôn. Ở dưới quê luôn. Dạ. Là hai chồng lên đây làm ăn. Dạ. Dạ. Là mở cái tiệm trang sức. Dạ. Tiệm trang sức là tiệm vàng đi đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ. Ủa, nhưng mà đây... tiệm vàng tức là bạn này là làm kiến trúc sư trước. Dạ. Rồi xong mới mở tiệm vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. À. Ồ, nhưng mà tại sao lại là chồng thì kiến trúc sư mà dạ, vợ lại tẻ ngang lại Hoàng mở Kim tiệm vàng hả? Là tại sao? Tại vì em cũng có nghề kim hoàn trước rồi á. À. Dạ, rồi. Đã dưới quê hả? Dạ không, mà đó em đi làm đi học này kia đó. À. Dạ xong rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung thì mà ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm đó. Ở trên này. Dạ, đúng hay không? Là mở dưới? Ở trên này. Mở trên này. Dạ. Nhưng cái người mà cái người mà gọi là cầm chịch đó là ba. Dạ đúng rồi. Là ba. Nhưng mà cái ý tưởng đó là từ cô này, tại vì dạ, cô này học học làm nghề làm vàng đúng không? Dạ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hay, rồi hai đứa em bé chưa nè? Dạ có rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Có mấy đứa? Dạ một bé gái. Mấy tuổi rồi? Dạ 6 tháng. Ồ mới vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi. Vậy là lấy nhau từ năm 2018 dạ. Mà tới bây giờ mới có con. Dạ. Hai đứa là kế hoạch hay là sao? Em ban đầu 2 năm đầu kế hoạch xong mà tự nhiên không dính được luôn. Rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn. Xong rồi mới làm thụ tinh. Thụ tinh thì dính được luôn. Nhưng mà em bé khỏe mạnh hả em? Dạ đúng rồi. Rất khỏe nha em. Riêng chúc về mừng cái đó là trời ơi em bé nó lấy sàng lọc những... hết đúng rồi. Cho nên là những bé nó hết những cái tốt đẹp của cha mẹ. Sướng lắm. Dạ. Tinh túy nhất của cha mẹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thắng cái lúc mà em biết được rằng là cái ca mà bao như là thụ tinh đó dạ, thành công đó dạ, thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ 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 vui mừng lắm lắm không, chú. Hỏi thắng đó. Dạ. Thắng. Nó đang tâm trạng. Nó đang vui mừng đó. Dạ dạ vui mừng. Dạ. Dạ muốn có nữa không? Dạ 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 vẫn muốn. Ừ. Vẫn dạ, muốn có nữa phải không? Dạ. Em một hồi em múa mỏ đi em. Em khai mỏ đi. Em chỉ khuyên nó là khỏi làm gì chứ. Ừ. Một chút nữa đi. Tôi chút cái dính liền. Dính luôn. Dạ. Múa mỏ quá rồi mà. Làm ông thầy bói thì dở mà ông mụ thì lại hay nha. Chút dạ, mấy đứa coi Trợn Tròn rồi biết rồi đúng không? Dạ. Dạ. Có những ca căng lắm em ơi. Ừ. Không biết sao cái mỏ nó khai cái dính liền. Thôi nói chung là thôi cũng không dám nói quá nhiều ha. Nhưng mà hy vọng rằng là anh sẽ mang một cái lời chúc mà nó sẽ mang đến sự may mắn và cầu được ước thấy của hai vợ chồng. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ mình qua cái kia đi. Cái phần kia thì cái phần mà lấy nhau rồi đó. Quen nhau rồi bắt đầu mới loài ra những cái tính mà khắc khẩu nhau á. Cái tính mà mắc công là gây lộn á, lại không có là không vừa ý. Ngồi thẳng là tật xấu đó. Yeah. Xấu của đối phương đó. Đó. Thì bây giờ chắc hỏi thắng trước đi. Đó. Dạ. Vợ mình có những điểm nào mình chưa vừa lòng? Đó, có những tật xấu gì không? Dạ vợ em á thì em thấy là rất là hoàn hảo. Là nói chung là chỉ có một điểm duy nhất là nấu ăn chưa được ngon cho lắm. Nấu ăn chưa ngon phải không? Dạ. Phải không? Có ghen không? Dạ cũng hơi ghen. Hơi ghen. Hơi hả? Hơi là sao? Cái nào mà ghen mà theo em là hơi đâu? Dạ giống như là Linh là tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt thấy em mà thấy cái cô nào mà thấy mà xinh vượt mức cho phép á, là hỏi ủa ai anh? Nói nếu mà bạn rồi xong là nếu mà bạn á là hỏi ủa bạn hả, bạn làm gì ở đâu ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy. Dạ khỏi ngủ là đưa vô danh sách chặn liền. Là coi như là mít lòng với người kia liền. Tại vì tự nhiên bạn bè mà không biết. Thấy gái là em không biết là ai hết mà em thấy gái mà bấm vô nút like là thúc tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền. Sao tim được
làm sao mà có quyền tim bạn bè bình thường mà tiếng gì đúng không? Dạ. Rồi đúng cái rồi. Chỗ mà bạn này làm á có ai thích thầm mảnh không? Có chứ. Hồi đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung, làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu, tới hồi mà công ty ngủ đi ăn ốc á, ổng mới về, ổng chở em đi chung với công ty. Cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn. Nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em mà luôn. Mà chị đó biết em là vợ của ảnh không? Biết luôn. Mà cứ hai người cứ nói ổng người ổng thì nhìn em mà chị đó thì cứ nhìn ổng nói chuyện với ổng hoài là mà gặp một người phụ nữ mà có cái nết dạ, như em đúng nữa. Rồi. Rồi cho nên là bắt chuyển công ty liền. Đổi công ty đi làm công ty khác, không được làm công ty đó nữa. Mà chắc có lẽ là trên Facebook chắc cũng không còn bạn bè đâu đúng không? Dạ. Cái nết mà kiến trúc sư giỏi thành ra chuyển công ty dễ dàng. Dạ. Đúng không? Dạ. Không có công ty này có công ty khác. Nhưng mà dạ, lý do gì mà chị đó ngày hôm đó chị nói chuyện mà chị chỉ nhìn Thắng đắm đuối vậy Thắng? Nói chung là em cũng không biết luôn, không biết bạn nó có nhìn em luôn. Mà vợ em thì hay lắm, đứng nhìn xung quanh là nhìn láo lia vậy đó. Còn em thì em thấy là bình thường à. Dạ. Với lại chị Dân biết giờ chắc Thắng nó không nhớ gì đâu. Tại lúc đó nó nhìn mắt vợ nó nhìn chắc không có tập trung nghe câu chuyện của bà kia đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sợ cái bộ đó. Sợ lắm, cứ nhìn em hoài đâu mà giống như là cầu cứu em vậy đó. Anh vô tội vậy đó. Có nghĩa là vợ là ghen. Dạ. Nấu ăn chưa được ngon. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ em thấy là chỉ có vậy thôi. Vậy không? Dạ, tiêu xài rồi có tằn tiện không? Có thích sắm sửa shopping online được không? Dạ. Shopping lì một ngày chắc chục đơn. Đó, thấy chưa, bà nào cũng dính đến đơn á. Bây giờ dạ. Bà nào cũng dính cái tập coi như là 4G hết trơn. Dạ. Dạ. Lên Facebook là TikTok là thấy gì đẹp là bấm chốt đơn. Đó, dạ. Thấy chưa? Dạ. Rồi sao, tính có nóng không? Có hay quạo quọ với chồng không? Dạ không. Không dạ. Rồi trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất? Bớt mua sắm lại. Hay mà tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà bó mới đúng. Tôi phải là bà bó mới đúng. Ồ, hay quá hả? Ừ. Rồi sao chị hay thì coi. Ừ. Chứ bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là nhiều lắm. Bữa nay coi như là mấy tuần nay rồi. Dạ. Mấy bà vợ đã vậy. Bà vợ nào cũng bị bệnh ghiền. Dạ. Shopee ghiền dạ. Chốt đơn á. Dạ. Ông chồng nào ông chồng nấy đều mong muốn là vợ bỏ bớt cái đó. Dạ. Tôi tưởng tượng bây giờ một tuần lễ mà thế giới này, toàn cầu này, tất cả các bạn internet đều bị ngưng lại. Thì không có bán online nữa thì các bà vợ sống sao ta? Đâu, em chết trước á, em chết trước tại em bán online. Không phải, thật ra bây giờ á mấy bà shop mua sắm online mà không có thích đi chợ, không có thích đi mua dạ, offline rồi. Đâu. Đúng rồi, tại vì được quyền coi kỹ đó. Mà có quyền á mở banh ra, coi nào thì kia nọ đúng không? Dạ. So sánh này nọ rồi nữa. Dạ. Coi như một tuần lễ mà không cho em mua sắm online làm chết trước hả? Dạ, trời không chứ em cũng bán online nữa. Bán vàng online hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Rồi thôi bây giờ tới vợ đó. Anh ấy có những tật xấu gì hôm nay nè? Khui ra đi em. Tật có xấu không hay là chẳng có? Tật xấu thì ham con lắm á, em đẻ. Mà em là em chỉ không có muốn đẻ nữa. Mà mỗi lần mà đẻ thì ảnh em hỏi ảnh là thức khuya nổi không? Tại em đẻ xong là ảnh chăm không ha. Em không có chăm con nhiều, em chỉ giữ tắm đó thôi à. Còn như chồng em với bà vú nuôi. Rồi nên là em cảm giác như là mẹ em không được gần con vậy đó. Rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ, cứ thử thủy lỗ tay em kêu em đẻ tiếp nữa đẻ đi. Đẻ em ơi. Dạ đúng rồi. Đó mà em lại không muốn đẻ. Vậy hả? Dạ. Vậy là nãy giờ là chị có chồng mong ông mụ chút thôi đúng không? Vợ có mong không? Dạ không, em muốn đẻ. Thôi vậy thôi, cái ca này quá. Cái ca này nó cũng niễn niễn á. Thôi trở thành niễn niễn. Thôi giờ hẹn đi nghe. Lúc nào mà hai vợ chồng thỏa thuận mà tới rồi đó, tới rồi đó, tới lúc rồi đó cần đẻ thì nhắn tin Facebook cho anh. Dạ. Hoặc gọi điện cho anh Trúc online. Dạ. Mẹ bán online của anh Trúc online. Dạ. Đó. Tại vì cái này nó phải đồng chồng đồng vợ. Đúng rồi. Nó mới linh. Dạ. Chứ còn á một người 50-50 là khó linh lắm. Trúc ra xong về gây lộn nữa. Rồi, coi như là. Rồi, một cái tật là ép vợ có con. Ép vợ. Dạ. Rồi cái gì nữa? Rồi có ép gì nữa không? Không ép gì em nhiều. Em nói có chung con, là kèo ép ăn ép uống có ép ăn em bây giờ tiêu chí của em là giảm cân. Mà buổi chiều là em không ăn. Thấy em buổi chiều không ăn mà thấy em mệt cái là đi mua đồ ăn đặt đồ ăn về ăn. Mà đồ ăn trước mặt là phải ăn. Dạ đúng rồi, bởi vậy khó giảm cân là đó, như vậy. Mà có ép đi chơi không? Dạ không, đi chơi em ngủ đi không mà chứ không mà anh không thích đi chơi. Không thích đi chơi. Đi làm xong là về nhà chơi với vợ con. Dạ đúng rồi. Em kêu là ẵm con đi chơi luôn đi, ảnh không chịu. Không mê con. Nói con mê con không. Nhưng mà con em là 2 tuổi phải không? Dạ 6 tháng. 6 tháng. Dạ. Chưa đâu, đến bảo đảm với em nè, đến 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là gọi là ghiền đi chơi luôn á. Dạ. Ủa nó đòi đi chơi là phải đi đó à. Dạ. Mà gặp cái dân mà ghiền con nữa, kêu đi đâu đi đó à. Dạ. Rồi sao nè, có nóng tính không? Dạ thì cũng hơi cọc tính nhưng mà em thì
em thì ảnh thì khoái ngọt nên là mỗi lần mà có chuyện gì lên là em nói chuyện ngọt cái là ảnh làm hết là siêu liền phải không? Dạ, siêu liền. Rồi em mong ước ổng thay đổi gì không? Thay đổi là sao ta đừng mất em đẻ thôi. Chứ chiều em lắm rồi, lúc mà em làm vậy nè là tối lên là ảnh chuẩn bị đồ ăn đồ uống này kia xong hết, em chỉ việc ngồi vô mang thôi. Dạ rồi á, lúc mà có bầu á là em cũng không có làm gì hết, không giặt đồ không lấy được, tại vì 3 tháng đầu bị ngán á. Rồi ảnh nói là thôi một lần ngán này thôi, là từ nay về sau em khỏi cần đụng đảo gì hết. Ăn cơm xong ảnh cũng rửa chén luôn, ảnh làm hết luôn. Dạ nhưng mà bé con là bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái hả? Dạ. Đúng rồi. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ dạ em là con đầu tiên. Xong à, con trưởng. Dạ con trưởng dạ. Mà là có phải là gọi là cháu đích tôn không? Dạ dạ cháu đích tôn. Ồ dạ. Vậy đó hả? Nếu mà cháu đích tôn á thì chị nghĩ là em nên suy nghĩ lại rồi nên cho ảnh một đứa con trai đi. Dạ. Mà cái dòng là vậy nè, mới đầu là khó khăn ha ha. Dạ. Mà xong rồi có một đứa rồi thì cái chuyện mà tự nhiên có là xác suất gần như là hoàn toàn 100% luôn. Dạ. Yeah. Bây giờ là mới 6 tháng đúng không? Dạ. Yeah. Thôi khoảng 5 đi. Năm thì bắt đầu là nếu được thì thêm một đứa nữa luôn. Ừ. Tại vì biết sao không? Cái lúc này thứ nhất là dễ có bầu. Yeah. Cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm mà mình kiểu như mình nuôi con nó vẫn còn á. Yeah. Thứ ba là quần áo đồ dụng vật dụng tất tần tật của chị nó. Yeah. Là nó sử dụng lại được, nó lấy cái vía của chị nó luôn. Đúng rồi. Yeah. Đó là dễ nuôi. Ừ. Dễ ăn. Yeah. Dễ ngủ. Yeah. Mà con em dễ nuôi lắm. Ừ. Tại vì sao biết không, mấy đứa mà làm cái thụ tinh ống nghiệp nó khỏe lắm em. Ừ. Yeah. Mà nó là gọi là nó là tinh túy của ba mẹ đó. Yeah. Yeah. Thành ra là cái đứa em nếu mà được tự nhiên á là nó lấy cái vía của nhỏ chị luôn. Ừ. Yeah. Yeah. Với lại cho em thêm một thời gian để em có thể thoải mái đó. Yeah. Vì đâu biết đâu suy nghĩ lại đúng không? Yeah. Và đến lúc thật ra mà nói là một đứa khi mà nó lớn lên rồi mà nó chơi con mình á nó sẽ rất buồn. Yeah. Nếu có thêm một đứa nữa thì chị em chơi với nhau sẽ rất vui. Yeah. Kinh nghiệm từ tôi mà ra. Yeah. Yeah. Mà em sợ xấu lắm nên là em không có muốn đẻ nhiều là sợ xấu. Lúc mang bầu trời, lúc mang bầu mặt em tròn hu luôn. Bây giờ, bây giờ tới giờ lấy dáng lại cũng khó. Bây giờ nữa. Người ta chỉ muốn đẹp trong mắt người bạn đời của mình và hỏi thắng thôi. Không. Dạ đúng rồi. Em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt anh thôi. Đây nè. Em làm cái thụ thai á. Yeah. Thì nó lâu xuống hơn. Nhưng mà em sanh tự nhiên xuống rất nhanh. Yeah. Sanh thường á, sanh tự nhiên nó xuống nhanh lắm. Yeah. À, tại vì sao biết không, nó là ảnh hưởng của chích á. Dạ đúng rồi. Cái thuốc mà thuốc chích nó gọi là rối loạn nội tiết tố đó. Yeah. Người ta chích vô thì cái thuốc đó nó làm cho mình lâu xuống. Yeah. Nhưng mà khi mình có em bé tự nhiên xuống rất nhanh luôn. Yeah. Thôi anh cũng hy vọng là nếu như em mong em cũng có mong là mình sẽ có đứa hai nữa đó, thì anh mong rằng là tất cả mọi thứ đã theo tự nhiên hết. Yeah. Chứ không có sự can thiệp từ đâu cả. Yeah. Nghe. Được đó, kệ bây giờ cứ thoải mái đi. Của trời cho. Đúng rồi. Ông cho duyên. Mình là mình hốt vậy duyên thôi. Yeah. Thậm chí biết đâu chừng đang ngủ ngon vợ khều anh ơi. Yeah. Tự nhiên muốn có đứa nữa là sao? Yeah. Đúng không? Đó. Yeah. Rồi, nghe. Rồi, cảm ơn hai em. Hạnh phúc hoài nha. Yeah. Yeah.